Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Trúc VN xin giới thiệu với mọi người một số dụng cụ mà mình mua trực tiếp từ bên Nhật về. Mình nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Nói chung hàng Nhật thì chất lượng rất ok. Cái hàng mình nhập là mình mua là có những cái là nó second hand, tức là nó đã sử dụng rồi, có cái thì rất là mới. Nói chung nó chất lượng nó cũ, tức là nó đã người ta đã sử dụng rồi, nhưng mà nó rất là về chất lượng thì hơn hẳn với cái đồ những cái dụng cụ Trung Quốc, Đài Loan hiện bán trên thị trường Việt Nam mình. Còn về hàng mua hàng Nhật mới ở mình thì cũng có, nhưng mà so với giá tiền thì đắt hơn, nhưng mà công năng sử dụng với cái chất lượng thì nó cũng như nhau thôi. Cho nên để tiết kiệm thì mình nên mua những cái hàng second hand như thế này thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, và có thể là mình săn được những cái đồ độc mà giá rất là tốt. Sau đây mình giới thiệu với bạn một ít dụng cụ mình vừa mới nhập từ Nhật về. Đây là cái bộ dũa nó có 5 cây khác nhau: tròn, dũa vuông, dũa ba cạnh, dũa dẹp. Đây là mỗi lớp ngang, nó cái này là nó chưa sử dụng luôn các bạn, full mới, rất là mới, hiệu top. Về thương hiệu Nhật thì nó có những cái thương hiệu rất là chất lượng, như về hàng top nè, KTC thì rất là đỉnh đây, hàng nó rất là cao cấp. Sitnet cũng là hàng top. K3, hàng top này cũng là nằm trong top. Đây là kìm cắt dây điện, cắt kia kẽm, rất là mới các bạn, mà full mới luôn, chất lượng vô cùng. Đây là cái vạch mực chưa dành cho thợ mộc và thợ hồ, là khi cắt ván mình có cái ván mà dài, mình cắm cái này là mình vạch mực để có cái đường thẳng, mình dễ cắt hơn rất nhiều các bạn. Đây là cái cưa cành, cưa kiển, cưa các thứ, cưa nhánh, dành cho mấy người chơi bonsai hoặc chơi kiển gì bất cứ. Nó có hai lưỡi, một cái lưỡi là cưa để cưa sắt thì phải, một cái lưỡi cưa gỗ. Hai loại lưỡi khác nhau này, mới chát luôn. Còn đây là đây là cái kéo tỉa chòi, tỉa cành, kiển, tỉa lá, tỉa của bên bonsai, hoa kiển rồi đó, chiêu hoa nè. Thì cái này là nó rất là bén, hàng nội địa Nhật luôn. Bộ vít nhiều mũi, rất là đẹp nè. Cái này bấm lên cái na. Nó mở lên luôn. Rất là đẹp các bạn. Nó có mũi hoa thủy, mũi dẹp, mũi dấu cộng. Đây là cây búa này là để đóng đinh, tức là cái khi mà sử dụng mình, tức là cái đinh thay vì mình cầm lên rồi mình lấy cái búa đóng, còn cái này mình sẽ bỏ cái đinh vào cái đầu này, mình cắm xuống, mình đóng thật mạnh xuống thì nó sẽ dính như đó, xong rồi lấy cái đầu này đóng xuống, hoặc là mình nện cho nó cắm thật cứng thì mình lấy cái này mình đóng, nó sẽ vững hơn, cái nó sẽ vững hơn. Cái đây là cái kìm cắt này thì nó không có thương hiệu. Thường là những cái kìm cắt mà không có thương hiệu này ở Nhật á, thì là thường là Đài Loan nó sản xuất. Nói chung chất lượng nó cũng so với cái hàng của mình ở đây thì nó cũng 90,
chất lượng, nói chung cũng có chất lượng hơn so với hàng đây. Đây cái này thì nó 10 thì mình ở đây 8, 9 gì đó. Vẫn tốt. Tại vì xuất qua thị trường Nhật thì nó phải có tiêu chuẩn đầy đủ của nó thì mới xuất được. Đây cái này cái có 500 của Shinhwa, hãng Shinhwa. Cái này tức là nó cái đầu này khi mà mình để vào ở mấy người thi công thạch cao, chất thạch cao hoặc là gỗ đấy. Cái này mình gà, tức là mình gà tới bên mình cần bắn đinh ở đâu á, cần bắn đinh ở đâu thì ở cái thanh đố như thế này thì mình gà đây nè, nó có thể nó lệch qua lệch bên. Thì gà đây cái đầu này nè, 500 này nó nếu mà là thanh sắt nó sẽ cái cục 500 này nó sẽ dính hết vô. Còn cái hết vô là mình biết cái ở phía bên tường bên kia là nó có cái sắt. Còn cái đầu này là nó có hai cái, đó là nó nhọn lên. Nhọn lên, tức là cái đầu này nó khi mình cắm vào nó đâm qua bên kia là dùng cho mấy cái dách thạch cao, dách mềm á, cái những cái đồ cái dách nào là nó bằng như là bằng nhựa mớp vậy, nó đâm qua để mình biết là nó ở bên trong là nó có gỗ hay không, có cái thanh đố đó hay không. Đây cái kèm này, cái kèm cắt dây kẽm hoặc là uốn nắng mấy cái kiển á, mình cần mình kéo nó này hiệu tốt, cái loại này Nhật luôn, nó mới hoàn toàn các bạn, chưa sử dụng nè. Đây là cây dũa lưỡi cưa, cái này mình dũa lưỡi cưa, cây này nó rất là mỏng để mình dũa cho những cái cưa của Nhật á. Cái cưa của Nhật á thì cái dũa mình đúc vô dũa khó dũa, tại vì cái lưỡi nó khít nhỏ nhỏ, phải cần những cái lưỡi, những cái dũa lá, lưỡi lá lá như thế này nè dũa được. Mà cái này nó thì là kim cương, dũa kim cương thì nó dũa nó bén hơn với nó ăn thép hơn. Đây là hai cây thân 300, cái thân 400, kìm điện mới chát luôn. Đây kìm điện mới hoàn toàn. Đây là cái dấu xích để lấy cái dấu tiêu chuẩn nội địa Nhật, phải đạt tiêu chuẩn cái này thì mới sản xuất. Đây kìm cộng lực, cái kìm này cắt lưới B40 là ok luôn nha. Nhưng mà 4 ly, 5 ly là cắt là ok, sẽ lẻm luôn. Vết xeo. Đây là cái túi đựng, tức là mình dắt ngang sang lưng mình đó, mình chèo cao hay gì đó. Thì để đựng cái kìm hoặc cái búa. Cái này chắc để cái kìm vậy ha, cái kìm. Đây là cái súng bắn keo. Bắn keo nến á. Đó, dùng điện 110V. Đây là cái kèm mỏ quạ, kẹp bóng nước. Cái kèm này độc đáo ở chỗ là nó có cái trợ lực lò xo nè. Thứ hai nữa là cái này nó bằng nhựa nè. Khi mà mình kẹp vào á thì mình dặn thì nó không cái hư cái ống. Nó hay thiết kế ở chỗ đó. Đây là lưỡi cưa lá hẹ. Mình gọi đây là cưa lá hẹ. Nó rất, thấy nó nhỏ vậy nó có vỏ nha, rất là bén, cực kỳ bén. Nó là dành để cho chơi bonsai, các cành kiểng đó, gọn, cắt những cành nhỏ nhỏ đó, là nó cắt một phát là nó đứt ngay liền, nó lưỡi nó bén dữ lắm. Lưỡi nó như là cá sấu vậy. Thước cuộn Nhật Bản rồi mắt. Cái dây thước cuộn của mình ở đây so với cái thước của nó, tại sao nó khác ở chỗ nào? Cái lưỡi, cái dây thiếp nè, dây thước nè, rất là dày so với cái thước của mình. Nó không lâu gãy lắm, dùng nó không có gãy so với cái thước của mình. Đây là cái mũi vít dùng để dặn những cái vít nhỏ như cái điện thoại, laptop hoặc cái gì đó mà nhỏ. Đôi khi rất là cần nhưng mà lại tìm không ra.
mà cần một cái vít, những cái vít dởm á, khi mà vặn nó sẽ rất dễ hư ốc, hư cái ốc mình, hoặc là nó tà cái đầu này, tà cái đầu hết. Còn cái này là hàng Nhật thì nó cái đầu cứng của nó có. Đây, đây mới tinh luôn, kim cắt nữa, hiệu Yusuke. Dấu tích gì bạn sẽ bằng máy chát luôn các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Mình bán ở website của mình là hồng.vn, hồng.vn tức là hongvs.vn. Có rất nhiều, có rất nhiều dụng cụ nha các bạn, dụng cụ DIY, dụng cụ điện các thứ, là hàng mình tuyển chọn chất lượng, đảm bảo chất lượng. Sử dụng mấy cái đồ Trung Quốc thì nó rất là bực, sử dụng chưa gì hết là nó đã hư, còn cái hàng Nhật này rất là tốt. Ngoài ra mình còn có bán các thứ như là nhiều thứ, các dụng cụ uống cà phê, máy quay cà phê, máy pha cà phê, xay cà phê, cối xay, ly pha vân vân, nhiều thứ, xuất xứ từ Ý, từ Nhật, từ Đức, về những cái đồ điện gia dụng, máy sấy tóc, bàn ủi, các thứ rất nhiều, có nhiều đồ rất là độc. Các bạn, các anh chị nào có nhu cầu thì đến website của em thì có thể mua nhiều hàng với chất lượng và dịch vụ cam kết là sẽ làm hài lòng mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin chào, hẹn gặp lại.